Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, hôm nay không biết anh Hải anh lại nhập cái vụ mà hay nổ như bữa trước anh em. Bữa trước nhớ là anh hết nổ rồi mà sao nay anh nổ thiệt. Sáng giờ anh với Hải anh với Vũ cái lộn qua cái lộn lại cái vụ mà gọi là tranh tài ăn mì tôm mà hai thanh niên bây giờ cãi quay lại không hồi kết, bây giờ mình phải vô làm trọng tài để phán xét coi. Cãi đâu em, bữa nào anh buồn anh chơi bữa 4-5 gói, bữa nào cũng như bữa nấy mì tôm. Thế là ăn dưỡng là 4-5 gói. Ăn dưỡng là 4-5 gói. Bữa nào cũng miếng thiệt. Em thiệt thì tầm có 10 gói đô lại. 10 gói đô lại. Thôi bánh biết trời. Bữa nay mình vô mình làm người phán xử cái vụ này á nha các bạn ơi. Bánh như rồng trời. Rồi sáng sao hai anh em nói sao, anh em nói lại cho khán giả nghe đi. Sáng biết không, tôi 7 giờ rưỡi tôi ngủ, hai thanh niên ra lên trước rồi, hai thanh niên cứ anh này rồi chấp anh kia chấp bên này là anh nào rồi chấp tôi chấp sao. Bẻ của mày đi. Anh này là kêu solo buốt. Anh này đòi solo mua lưới mì. Vũ là solo. Từ từ một người nói. Sao sao để anh Hải nói trước. Đây là anh kêu thì lâu lâu thì mì quá thì nó kêu thích thì con với chú trẻ. Nó kêu trẻ 10 gói nó đòi chấp trước 2 phút. Sao không Vũ nha? Vũ á. Anh chào á. Không, đây là anh Hai đòi tôi ở ngoài tôi nghe này. Anh Hai đòi solo là 10 gói mì. Mà Vũ nó kêu ăn nhiều xà đen nấu. Nó đòi chơi bẻ quá đâu mà nó chấp anh Hai trước 1 phút hay 1 phút rưỡi mỏ vậy. 1 phút mỏ. Là chơi bẻ quá thôi. Ăn nhiều về mặc Vũ có chịu không nấu. Nó hại sức khỏe nữa đúng không? Rồi ăn dừa nha, mà tốc độ cỡ đó có đủ solo không? Bẻ quá đủ solo không? Đủ, bẻ quá tôi chú tôi ăn nhanh quá, tôi chấp chú Hải trước 1 phút đó, ăn ổng ăn trước đó. Phút rưỡi chơi. 1 phút thôi. Còn vậy là chấp 1 phút mỏ. Cái ngoài bự quá mà. Rồi chấp ăn vụ cho anh 1 phút mỏ đúng không? Vậy là lấy ấy bị lại. Tôi ngồi tôi bị chơi ổng ăn đúng 1 phút rồi tôi thỏ tay xuống Trung Quốc. Là chơi vậy đấy. Ai gì đó gà chứ. Có mà thêm tâm hầm hay là thịt bò, thịt trâu hay thịt mực gì không? Cho mì tôm tráng nha. Cho mì tôm ớt đi. Ớt hả? Cứ một gói là bốn trái. Còn thêm ớt nữa. Mẹ em 428. Ui, biết nấu ăn kè không được rồi, còn nấu chấp mổ rồi còn kèo thêm ớt nữa trời ơi. Ăn bị tâm không thì nó ấy. Anh hai cũng họ kèo rồi đấy. Anh hai cũng họ kèo mà 10 gói xuống 7 gói rồi mà. Anh hai nằm mở bên họ mở chút rồi. Chú muốn ăn kè chú ăn chứ. Còn mấy tùy cho ông chọn khỏi gần trăm phút, còn mấy là chơi mở mổ chơi luôn 10 gói hả? Ai ăn hết là chiến thắng. Đó anh hai khỏi chơi. Phải chấp là chơi 10 gói. Mà nếu mà chơi 7 gói là phải chấp trước 1 phút mổ, còn mấy là 1 gói mì là 3 thôi. Để em xử. Chấp 1 phút mổ còn gì nữa trời. Rồi. Bây giờ 7 gói mì. Anh Vũ chấp anh Hải 1 phút. Do anh Vũ thì ăn tốc độ nhanh, còn anh Hải thì ăn tốc độ nhiều. Thì Vũ tốc độ nhanh mà anh Hải là ăn cay nữa. Thôi khỏi ăn cay lại đi, giảm tốc độ cay lại bằng Vũ nó chấp anh Hải 1 phút miệng là ăn nhanh. Bây giờ què đó nha, bây giờ thua là không ai đổ thừa nha. Anh Hải đó hạ thấp xuống 7 gói là được đâu. Vũ chấp 1 phút là cũng được đâu. Okay, không có đổ thừa dễ thua thâu rồi. Rồi bây giờ là bên thằng Trạm Dương Toàn bây giờ ở ngoài là lúc đang đứng nghiêng bên nào? Toàn nghiêng bên nào? Toàn Trạm bắt trước á. Trạm nghiêng bên nào? Hả? Trạm nghiêng bên nào? Toàn ở đây, Toàn trạm bắt trước ấy, Toàn. Ở trạm bắt làm cho bắt trước ấy, nó trạm bắt làm. Em được. Nhỏ hơn cho bắt trước. Không, không có liều nhỏ gì. Cái thích thì bắt đó. Cho ba bác ấy. Thôi tôi bác con mập đi. Đâu, chảy tôi còn ở đây. Rồi, phần thưởng cho người chiến thắng là được 500k nha. Ôi. Đấy. Đơn giản ăn sáng mà trong phải có mày. Mình nói vậy chứ mình trễ cưa đâu rồi cái mình đi chơi chứ. Ừ, cưa đâu? Đó, chưa đâu cái theo phi mình rất mình đó. À, tương cưa Dương Vũ cho hợp tác cưa em sáng cho mấy ông Vũ nói chuyện tôi xỉu luôn quá. Bây giờ anh em mình đã set up rồi nè. 7 gói mì đúng không anh? Cho anh em xem nè. 7 gói đúng rồi. Cà này có thể tích rồi bạn ơi. Bây mình lường trước 1 lít đi. Mì nước luôn nè. Đủ 2 lít chưa? 7 gói. Lít chưa em ơi. Lâu gì thời gian chờ. Rồi, đổ thôi mình nó đều tay được. Đủ nữa không? Đủ nữa. Anh Hai động lực còn phía sau nha anh Hai ơi. Để ta rồi, cầm khỏi chấp anh Hai. Phút mỏ thôi. Anh em lên sẵn sàng hết chưa? Dạ. Đội bốn ok chưa? Ok. Ok. Đội hai ok chưa? Rồi. Bấm chưa? Từ từ. Anh em chấp 1 phút này. Khi nào mà đồng hồ nó kêu là anh Hải mới được ăn. 1. Tôi mới được ăn. À, Vũ được ăn. 1. 2. Bắt đầu. Bấm. Mở anh em. Mẹ mà. Ngon. Gọi anh Hai. Rậu dứt cái miếng kia lên cho nó nguội. Em phải có chiến thuật dỡ lên cho nó nguội. Vừa nhai thì dỡ lên. Vũ chơi, Vũ chơi. Chưa. Rồi nha, rồi dứt kép cái đũa đây cho nó nguội. Rồi kép để đây cho nguội. Chấp 1 phút mổ đây, chấp 10 phút mổ đây, người chấp 1 phút mổ. Với người thua rồi ha. Nói chung là kèo đây què á, anh Hai anh hạ xuống bẻ quá, Vũ chấp 1 phút là què kèo. Đúng rồi. Ui, má mày bỏ mày dây rồi anh Hai ơi.
đầu nó phải ngừng. Ngạn, nó không, ít nước quá nó ngạn. Đừng có nói, ăn đi này. Không, em với anh Toàn có quyền nói, còn anh cứ ăn đi. Sao? Tự tin nhau, tự tin nhau. Mười giây đó. 50, 50 rồi. Có lên nha, có lên nha. Rồi, chuẩn bị trước đây, chuẩn bị mì trước đây. 5 giây nữa đó. 4, 3, 2, 1, dứt. Kem, kem. Bạn đi nhau. Chết luôn á. Ra đâu, vô được cái đề ba là chứ nó không thiết bị mà anh hai đâu. Không, quan trọng là Vũ nó ăn được hết bãi gói là nó đáng cái gì anh hai chưa thấy có ăn gói đâu không? Nửa gói hả? Chưa thấy ăn gói đâu. Ăn mắt nửa gói. Bây giờ tôi không toàn đố bao nhiêu hai người em hết đây bao nhiêu phút? Tầm cỡ 12 phút. Chính xác, tôi cũng đố cỡ đấy. 12 đến 15 phút, bây giờ là 50 nha, 51 nha. Nếu mà ta đấy hai chưa xem là hai ông thua chứ. Hai đứa thua là chuyện của tôi chứ. Nó thua nhẹ thôi mà, nó mé thôi. Ai không được 15 phút nào. Ờ thì em nói phải 15 phút á, chứ mà là nhanh đâu. Cảm rồi, cả rồi. Xong chủ cả nó hù quá nha, khói đầu này. Hù quá. Em tin như hai khoảng là 80% miếng bát này. Tôi tin Vũ 90% luôn á. Rồi, bây giờ nếu mà nhích mì tôm là chưa ai nhích ngay rồi ấy. Gần ngang rồi ấy. Anh hai đừng cái là ảnh là... Ăn nhiều. Anh ăn nhiều mà ăn lâu. Không có sức bền. Không có sức bền. Ăn bền ăn dũng. Nếu mà đây anh đang tạm giáp nửa tiếng hết. Không có sức bền. Ồ, hai dũ chưa? Bò gói rồi đó nha. Chịu đâu. Bò gói rồi nha. Nếu được cái đề ba thôi. Trời, khỏe bụng á. Sướng, Vũ càng, càng sướng. Vô đây ăn. Đào thì cổ hữu động lực mà ăn sướng á, mình đỡ ngán á. Người ta hái một con nguyên luôn rồi. Bảy của mình chế đâu có một người có một lít lít 2 nước này. Nở nhanh đấy không? Lít 2 nước. Càng ăn càng nở đấy. Càng ăn càng chậm càng nở. Anh em nhai dứt điểm nuốt rồi nè, là nuốt hết luôn, đừng có lem phem là lâu lắm. Đồ hao bị thiếu nước này không? Không, dài với nhiều nước nó ăn sao nấu. Không bạn. Nhiều nước ăn sao nấu. Giờ mai anh bỏ tương ớt ra. Lẹo. Không, Vũ cũng không nên tăng tốc, từ từ dồn đối phương mình ăn với mình cũng là người ta mà. Đủ mèo hơn. Con mèo đâu, cái theo nó nhỏ vậy á. Vậy á. Cái theo nó bự nó vậy á, theo anh nhỏ nó ba ư nó cao á. Nhưng mà anh chậm mà nhanh quá tốc độ qua là em thấy là phí nha Vũ. Từ từ thôi. Anh hai nghĩ mà nữa mèo. Nghĩ vô cái bụng bên nhiêu đó là nó ngân được đầu chứ không. Sao ép được. Mình từ từ thôi. Cũng tầm 4 phút rồi ha. Ô, một lít hai nước mà nó thấm đâu hết trơn vô mì. Bên Vũ có vẻ nó vơi hơn bên Hải nhiều lắm. Tại đâu? Vậy á. Cái theo to nhỏ vậy á. Nhỏ hơn, vẫn hơn. Có đâu? Theo chú Hải nó nhỏ hơn. Nhỏ. Nhỏ nó vậy á. Rồi. Cái anh Vũ nó to nhìn thấy dài nhiều lắm nhưng phải đâu. Chừng nào mà nó còn khoảng chừng một chén á là mới biết là người đấy là sắp tháng đâu. Đâu tới là em tự tin 29% rồi anh. Chưa đâu. Em tự tin anh 99% này. Cố lên. Ủa, nước to hành quá mà không, nó chỉ hành quá. Mẹ nó không gì vậy đó. Đúng rồi, Vũ hai nè rồi này. Chảy luôn nha. Vũ em được chắc cỡ bò quá nè. Mở nút quần luôn á. Rồi vậy á. Cho nó thèm dưới bớt chưa. Không, em thấy cũng đều đều rồi. Ngang rồi. Mì á. Tại chấp anh một phút trước em đây mà được gần mì xào á. Một phút em hai ăn nữa quá mấy mà. Còn mì nước là ăn lâu chừng nào nữa luôn. Nở nở đều mà. Có hai ơi. Chú thầy cười với chú Hả không còn phải lên đây. Lên một con rồi. Anh hai một trăm trăm là ăn xế. Sao anh? Trăm trăm. Cố lên. Để anh tháng 100 trăm là anh hai ơi. Ngày mở miệng làm như dẫn nào ạ? Rất ngủ ngon. 5 phút rồi qua đấy các bạn, tầm 5 phút rồi. Coi lại kìa.
mà anh em móc 4 phút rồi. Không, không. À dưới anh hai 1 phút rồi, anh hai anh em mà giữ 4 phút rồi. Sao 15 phút. Quá. Đúng rồi này. Có đó. Thì 15 phút hôm qua đã 15 phút. 15 phút ngon quá đâu. Đồ hơi ngẹn, giờ viêm nó ngẹn lắm. Nếu mà nè mày tôm nước đây nó ngẹn mà mấy gì mình tôm khô khô cái ngẹn hơn chứ. À còn đội tôi đã. Ồ, tôi cũng tìm qua tôi chi. Thì bà cái cây tôi đã. Ờ tôi biết cái gì tôi quạt à, chỗ này. Quạt chỗ mặt rợn mà khỉ. Mà mỏi rồi. À, em không có mỏi anh. Không mỏi đâu, em quay quạt cả ngàn được. Vô mắt, vô mắt, vô bè vô bữa nay sao vô đậu mắt rợn luôn. Càng nó càng nhiều lắm. Có lên Vũ ơi. Chậm lại rồi, sao em chậm rồi, Vũ chậm lại. Vũ nó chậm lại, Vũ được cây ba mày. Có lên ai, Vũ được sao, không sao, được đeo đứt đầu mày. Anh vỡ tự tìm 99 con cây mà, 99 con cây. Vũ lên, lúc không được đứt đầu không? Vậy á, chưa đâu, để rồi ha. À hồi nãy quên nha, anh hai anh nhà thịt bò lâu mình mua mình set up nem của mình tôm với nửa cái thịt bò ha. Cầm thêm là nửa cái ớt, anh hai chơi lại cầm thêm nửa cái ớt. Cái gì mà cũng lo lại nha. Sao thế giờ em quát rằng mà thấy trong đồng nhiều quá. Ừ, nó nở lên đây nè. Nở anh. Nó nở mày thế này như nè. Ăn hoài còn quyên hoài à. Nó còn quyên hoài. Được trước chủ ăn lần. Nó nở. Nhiều rồi còn cỡ mấy gói ta? Cỡ này một nửa. Hơn nữa. Còn hơn nữa mà. Hơn nữa luôn. Ai cũng ngang nhau á, ai cũng hơn nữa. Anh hai à, cũng vậy, cũng ngang Vũ á. Mà anh hai thấy cũng bao vời. Anh hai thấy nhỉnh hơn xíu. Sao anh hai, bình tĩnh. Cố lên, cố lên. Trời mát mà, chủ này trời mát quá mát. Đâu cầu hoàng bằng Vũ ầm ầm luôn. Nó tự nhiên vượt vừa qua hết bên như mày đâu Dũng? Không. Rất là nghĩ cũng không. Quả chưa thấy mà cái suy nghĩ anh nó bị lệch lạc như thế này. Mình phải tự tin đi. Bình thường bình thường ăn 4 năm quá. Không, mình thường ăn 4 năm quá mà. Khi thi lạc lạc đi. Bữa lạc hành ngon, với nước bà bảo cũng vừa ăn hút ngon bà bảo. Mà thì bữa nay cũng ăn bài bài nhá. Không, em mệt quá. Không, nhưng mà đừng đợi vô cuộc chơi là không bao thường tất cứ lý do nào. Anh không bao thường, nhưng mà ý, nó nói Vũ vậy. Anh cứ ăn đi, anh cứ ăn thua này mình chấp nhận, đừng có là không có reo gì. Do mình lúc đầu mà. Sao né pha cái sao để mà ăn? Anh hai á. Mệt quá. Đã bỏ không có nem là bỏ thêm một gió đừng có bự nữa. Bất cứ cuộc chơi là không nên nuôi thừa. Sao đã thua là không nên nuôi thừa. Nhả cho nó xuống chút. Quần ké cho một quần lên xíu. Giờ không có cái suy nghĩ gì cho thằng Vũ nó ở trong ăn vô trong mình tự nó ra hoài luôn. Vũ chỉ bây giờ con gái đẹp thôi chứ. À. Mà gái Vũ đi lần lượt này nó ăn vẫn một. Đừng bạc lên, đừng bạc. Nhưng mà bạn gái Vũ vẫn chưa biết ở phương trời nào. Đó có động lực cả, có động lực cả. Cố lên. Còn phi Vũ còn hai gói nữa này. Vì con gái của chú Hải phải ăn hết. Ê gì? Mấy chị em phụ nữ đang xem clip này like cho Vũ một cái nha các bạn ơi. Mấy anh em nào thấy anh Hải nổ cũng like cho Hải một cái nha các bạn ơi. Tôi tiếng Hải hết mà. Hai còn có hơn nửa đường này, anh này hơn nửa đường đấy. Cố lên. Đây Dũng hơn nửa đường rồi. Cố lên này. Hai đang ngại á, mà em nghĩ anh sức bền anh tốt hơn. Bình tĩnh anh này, ăn nhanh quá nuốt nó ngại. Bền anh tốt hơn. Đó, chú Hải cũng không bò 10 mít nem na đâu. Sao biết được rồi. Tôi cũng không qua rồi, chú Hải cũng không qua. Biết tại sao mày không qua, cái kêu cho anh Hải không qua là sao? Biết chơi mình. Qua. Mình biết sao biết được? Tự nhiên mình ăn qua cái đổ thừa nói qua này ăn qua sẽ được này đúng không? Anh Hải bữa trước ăn 10 quả mày gì? Đúng rồi. Bữa nay ăn hết 10 quả mày. Mọi người đang cặp riêng nhỉ? Mười lai do mà. Có nước này nó nở nước nhiều nữa. Bây giờ chạp nó kia bao nhiêu à? 10 phút rồi. Chạp nữa. Anh hai, khả năng hết rồi anh hai. Chưa biết hả? Tôi nghĩ là hết, em nghĩ là hết nha hai. Vũ, em biết khả năng ăn ngay không? Thấy không? Không biết. Tôi nghĩ không hết rồi, nhiều hơn. Ừ. Rồi mới tự tin 30%, 40% vậy. Hôm nay mới 10 phút rồi qua thôi. Có lên. Nhưng mà nói chung cuộc chiến này chắc 1 phút là cũng không xe nhè chứ anh hai nếu anh được 1 phút ăn cũng được hơn nữa gói hay cả gói. Bây giờ mình chơi tiếp sức đi Dũng ơi. Không có giữ nguyên đi. Chơi tiếp sức được không Vũ? Chơi sức nhảy vô.
Dạ. Giờ nó có lúc. Mời quốc rồi. Càng ăn càng nhiều. Càng ăn càng nhiều. Phải rồi anh hai ơi. Đây ăn tầm có 3 gói nữa. Còn có 3 gói nữa. Ăn được 4 gói này. Vũ nãy vũ ý rồi. Còn ý rồi. Vũ nhiều hơn. Ý rồi. Nhiều. Thì tôi còn tới 4 gói, mấy 5 gói là mà anh hai còn có 2 gói. Anh hai cỡ 2 gói đúng không mấy? Được. Ừ. Là ít mà. Từ sáng sáng nay trời đổ gió mát chứ không? Lạnh luôn á. Có anh hai ơi. Em sẽ về tấu chở cho hai đi uống trà sữa, cà phê, chở mấy đứa nhỏ đi dạo phố. Tối rồi năm sĩ tối ra bực kè. Ừ. Dẫn em. Thì nó nhiệt đó. Hai đứa mình không ra ngầu nước được mà. Uống nước uống nước tâm sự. Mắt chọc còn để dành táo làm thùng bia kên mình định nhưng mà sợ em không nấu. Hai kiên tốn lắm, dạo này hai kiên tốn lắm. Vũ năm xị là đi uống nước xị thôi, còn 4 xị là để mua quà cho em nó. Anh hai nói anh còn về uống bia nữa. Chết Vũ. Nghĩ anh hai là vượt qua một trăm trang là chắc chắn. Dạ kiên tốn lắm, hai dạo này kiên tốn lắm. Lời kiên tốn cũng nằm từ cao. Anh là anh nói chung kiên tốn lắm. Không ăn đây không, còn xíu ít không. Hai gói. Còn hai gói nữa. Anh hai đang nhỉnh hơn Vũ một cốc. Hai có hai gói nữa. Cố lên. Vũ vô lúc đầu nó tuôn nhanh, lúc xem cái nó nhớ về nó bị đơ mất. Anh hai có sức bền. Cũng chưa biết ai thua đâu. Đang ngang nhau. Có này nè. Anh vừa qua 70% chặng đường đấy. Còn hai gói nữa. Chuẩn nữa không? Ừ. Dạ ông khảo. Vô không có chuẩn nữa không? Rồi cho anh em lấy nước uống trong bụng đi. Rồi tôi lấy nước cho to đâu cái chuẩn này. Lấy hai ly chứ không coi uống chung cho được. Rồi. Hai ông cậu nữa không? Ừ, nhảy lên cái cứng nào. Hấp nước. Mà chưa hết mà đi bỏ tương ớt. Mặn gậy nó hấp cho nó trâu cổ giờ. Rít cổ còn trâu. Chiều nay mà ăn ớt à? Thấy chế nước nhiều. Anh hai có thói quen là chưa ăn gì là bỏ tương ớt mà. Đâu, hai quá nay, còn gỡ quá rưỡi nữa. Đoạn nhà đoạn này nó mới về cuối nó mới khó này. Càng về cuối càng khó. Phải đơn giản bữa cái mì em cũng ngon chứ nước em phải là đơn giản không? Mì gói là cái nào? Cực khó luôn á. Nếu mà gói có cái xà chứ thiếu chế nước rồi nóng không cách nào hết. Còn có gần hai gói nữa này. Có gần hai gói nữa. Hai gói. Không đá hai gói đâu. Làm gì đá hai gói được. Mình, anh đang nhấn thôi nữa. Dạ, có nước gì nữa, có nước gì nữa uống rồi. Có nước tươi. Hai làm trước đi. 14 phút trôi qua. Nước đây. Đi đâu? Rồi, lúc đó khỏe hả? Ai xài. Rồi, lấy này sức rồi. Ồ, anh hai nhất hơn nha, anh hai còn hơn gói nữa. Gần gói được nữa này. Hai Vũ á. Cố lên Vũ ơi. Giờ thấm đều rồi còn mì mặn luôn. Nước nước kia anh hai đổ vô. Được mà. Được. Được. Càng thành tích anh càng nhiều thêm anh càng nhiều hơn chứ có anh càng lỗ hơn gì đâu mà anh càng lợi mà sợ không được. Được mà. Cho nên là đó chưa. Vũ ơi, được không? Khó ăn lắm, đổ nước vô khó ăn. Đổ nước vô. Vũ chắc cũng còn hơn một gói xíu thôi chứ nhiều đâu, hơn một gói đâu. Vũ chứ. Quan trọng tải nấu không chứ. Bây giờ tôi coi lại nha. Vũ nhiều hơn xíu. Cũng vậy. Cố lên hai.
anh hai cái đít anh hai dưới ngục còn để dừng cuộc chơi là biết bây giờ hấp nước này nha, hấp nước đi anh thì đừng hà vũ phi tôi hấp nước là nè em phải hết nước á còn nước đổ nước cho đáng chịu ngang hai ngạm nữa nha chụp chân chụp chân chụp chân chụp chân ôi đặc biệt ra đây cúp được không nghĩ anh ra đây mì không nào đâu còn anh á em nghĩ là anh với vũ đã hết nào đâu được được mà tinh phi tôi mà được em cố lên vũ vô đâu thở chú mày thở cho khỏe từ từ anh hai mình chấp thời gian bao giờ mình nhanh được rồi anh hai anh dèm nát mày luôn vũ ăn nhanh chú đứng à ngồi nghỉ mệt đứng hình nào khởi động đây em khởi động đây cho xuống ơi à, còn nửa gói nữa này ơi gì còn nửa gói hả ừ nửa gói nữa nửa gói này mị nữa còn nửa gói này chịu tập dục quá hít tập dục không anh thang chắc à nhảy mấy phát nó vô ơi nhảy lên nhảy nó tụt hào xuống hút nước này nè rồi đó nè hút nước em chạy hút phải chưa cố lên vì sự nghiệp của em ấy nghe chưa anh đẹp trước bộ bà ghét thôi là dương hộp sô cô la rồi chú ơi đẹp về chỗ con không em không đẹp con biết vậy nên anh nhắn tin nó rồi mà em tháng là nó tái đem tặng cho em á tại mỗi bông hộp sô cô la. Hay quá này ơi. Cần thấy không? Người quá nữa. Hay quá. Bên đây cũng vậy thôi. Người quá nữa. Thôi mà dở này. Đây đây anh ra ra. Rất là khó mà anh em. Anh em mình chơi người thì mình thiệt hết nha các bạn. Tại vì mà anh cảm tác cái thời gian tính số lượng cỡ đó thì mình ăn đâu nó nở ra nữa thành ra nhiều lắm em càng lâu. Bình thường ở nhà anh ăn cũng 4-5 gói là bình thường đấy hả? Là anh chơi không có bữa nào mà đói lắm chế 3 gói ừ. Ủa sao nãy 4-5 gói? 4-5 gói là xào xào với cỡ mật rồi sau đó nói chung dù hai anh đây không hết nhưng mà hai anh đây giờ là sức sao không hết? Qua hai nào mà không hết? Ủa tôi nói kệ tôi xíu này xíu mà nước không nói nha bạn hai còn nước nha hai còn nước nữa nha hai còn gần nữa gói nữa đây một câu à vô qua bỏ bùa đây không là một quá nữa vô nữa anh thấy vậy một quá nữa. Biết mà cái cuộc này là anh hai phân chắc luôn mà anh hai chưa thấy được chưa để vũ từ từ để cho mình nghỉ 5 phút đi để cho anh hai đang không hết thì mình bút tiếp làm một tour nữa là mình vô luôn đâu dắt son hai còn chắc nữa gói hai tay một gói hai tay nữa gói được hai nữa gói vũ một gói cái này nó xé quá gì đây còn đúng quá xé quá là này nghe nào quá này đâu bưng bát quá bông à vũ nó chờ này á nước mà giỡn đâu mới tự tin em tự tin phi mình nhỉ không sức ăn nè sao không vũ không nổi thì thôi để chú Hải thắng đi về em hết nổ rồi đuối rồi không nghĩ để chú Hải không giành cấp bây giờ không mình phải nói thẳng là mình chịu nổi thua rồi rồi em không nổi chứ để chú Hải giành cấp được mình nó để là không được mình vũ thua anh Hải rồi đó là chính xác chứ tại vì mình hay chưa nổi rồi chú em không nổi nữa vũ em nổi không ép nữa hàng quá tốt mình ơi dữ lắm hai quá sức quá đỉnh luôn anh Hải rồi thánh ăn luôn tôi nói thiệt nếu mì đây tôi ăn nhiều nhất cũng chừng hai gói tôi ăn cả ba gói cái đó tôi ăn nổi mì mình nhiều nói chung ăn cũng được so đến nay thuộc top là thánh an chứ không đẹp thánh an thánh an nhiều món món nào cũng được á thánh an là thánh an công ty mình mà số 1 luôn á thật sự nếu bây giờ anh ăn qua an lại anh là ăn nhiều nhất á cái gì anh cũng ăn nhiều nhất á được thánh an là top dạ ấy giọng đó tôi nổ quá mà nhá không dám không dám ai nói nổ trời đi sao vậy không em thấy chắc ăn hà tốt không cố gắng á anh hai trước hình như anh đang thử thách 10 gói đúng không ta phải có sao đâu phải có một người đánh cuộc thi qua con trai làm biết là hai phải thắng chắc luôn lên đây rồi má tới đây mười lên đây mới sợ chứ không không phi tôi là phi vũ là thua chứ bạn từ nay đâu gấp thua tôi mình đánh luôn nha thua là chứ giờ làm sao nữa qua anh nhận ra là thua này không gấp vũ ngồi chờ phút cuối nữa anh chỉ có bữa sầu riêng là anh ráng anh chạy chứ là hồi giờ
ở trong nào lên được rất là chịu thua, nhưng còn đây thì chắc không thể nào lên được. Ok, má hẹo nè, thôi vậy đi. Còn gác chín, làm nước nữa em. Bảy gói mì cũng căng thiệt. Vũ ăn chắc được 6 gói các bạn. Còn chắc đây Diêu nó nở nè Toàn. Cỡ gói, hơn xíu em. Hơn gói, hơn xíu thôi. Cỡ gói 2. Gần gói rưỡi. Đâu, tao được bưng bát này. Này, có nước không? Bên nước có nước này, có nước này. Thôi em muốn. Này quá đỉnh luôn. Thánh lên anh hai thịt bơ. Bây giờ anh em mình lá người 2 kỳ rưỡi. Chỉ qua à, chịu cảnh không? Không, ra mua nem đập bò hấp chứ. Còn người 2 chạy ra này. Chịu đó bà cư á. Không, bạc bạc táo mình coi thấy mấy cái chỗ nào có tivi mình ghi uống nước. Tấu có đá banh hả? Ờ. Ha. Tấu 7 giờ. Việt Nam á? À? Không, giờ đá rồi. Chưa lên. Ăn dưa đá dòng loại hay là dao rau chín luôn? Dao rau nó chín hình như mà trên nón đầu của chiếu rồi đâu ai coi đâu nên chiếu rồi trên tivi khán giả biết nha dịch này đâu quá tài đâu nghe chưa đừng có chớp quýt chớp ok quá đủ quá tuyệt vời anh em cho chàng chỗ đây ủng hộ Hải đi quá cố gắng quá. Nói chung anh Hải cũng rất no mà sự cố gắng anh Hải đó không khi con trai biết anh Hải đồ lì cao đấy. Sức chứa tốt. Sức chứa. Anh nhanh thì anh đang không đợi anh Dũng. Đúng rồi. Sức chứa nào tốt. Sức chứa rồi chắc không Dũng chứa. Đúng rồi. Ngàn nữa. Nếu vậy sau này chắc 1 phút là sói mà cũng như không. Nhưng mà vô. Vậy chúc mà. Chúc mừng sức khỏe. Anh ơi. Hôm nay cuối cùng cũng có được anh Hải vượt qua rồi nha bạn ơi. Quá chân đáng. Sau là anh Hải lớn tuổi mà gần gần già gần cây đó. Đúng rồi. Anh Hải nhiều cái cũng nấu. Anh... Nhưng mà nhiều cái cũng ít nấu. Anh có cái em không mà cho còn biết làm gì. Nói thiệt dưới nó nói quẹo thì thẳng dưới này keo dưới đây phần thưởng năm đồng ra dành cho đội bên Toàn Mà Lắc và Hải Nổ nha cảm ơn cảm ơn anh em ủng hộ tinh thần ha. Anh em nhớ ủng hộ cho mình like để có động lực hầu xe mình trễ cho Vũ anh Hải mỗi nãy anh Hải ăn vậy là anh Hải cỡ bao nhiêu tiếng sang Hải nhậu rồi nè rồi bây giờ đi nhậu à dạ đúng không được rồi chứ mà không biết uống nhiều uống ít chứ mà uống không được ở đâu nè giờ đòi qua bển mua bia nhậu đây mà rồi, bây giờ cái này giờ nói cho Toàn là mình giờ làm 5 lon hút lạnh đi chứ làm một thùng bia ăn thùng bia để chiều chứ đấy là để tấu tấu mình ngầu mình uống cà phê qua tivi tivi rồi bạn anh em ơi chào anh em chào anh em.